Ngày 20 tháng 8 năm 2012 thì bộ môn có tiếp nhận phương pháp thập chỉ đạo của cố lương y Huỳnh Thị Lịch. Lúc trước thì người ta gọi là phương pháp này là một phương pháp bấm huyệt, và phương pháp này có tính huyền thoại một thời rất là lâu khi mà bà Lịch còn sống. Đây là một anh mà đã từng là người bệnh nhân và đã được có vinh dự được gặp cụ Huỳnh Thị Lịch khi mà cụ sinh thời. Báo cáo với tất cả mọi người đây là tôi được may mắn cái lần năm 86, 87 tôi vào Nam công tác thì có được người ta giới thiệu là bà Lịch thôi, 6 Lịch và sau Lịch bấm huyệt giỏi lắm thì tôi có đến. Thì đúng là cái đợt bà thì là một bà cũng trông khắc phục, cụ rất là khắc phục rất nghiêm trong lúc chữa bệnh. Tôi ngồi để bấm huyệt xong ấy thì có một cảm giác lạ này. Khi mà tôi bấm huyệt xong tôi ra, tôi hồi nó bị cái cổ nó khó vận động này. Thì ra ngoài cái tôi đi xe máy cảm như là cổ tôi thẳng ngay luôn. Đấy, nhưng mà cũng xin lỗi mọi người là cái hồi đấy còn thanh niên mà, đến chiều về cái là bạn bè rủ nhau đi nhậu thôi, xong là hôm sau lại như cũ, tôi lại đến bấm. Đấy, thì hôm sau là như vậy thì tôi thấy là rất là hồi thấy là cảm rất là hiệu quả, nhưng mà chắc là bệnh của tôi nó lâu quá rồi, thì là sau nó cứ được, sau lại khỏi được, cảm thấy rằng cảm giác là nó thẳng lưng thẳng cổ, sau nó lại trở về như cũ. Thì có một lần đến tôi bấm đến 6-7 lần, sau lần cuối cùng đến bấm bà quát gì đến nhiều đấy. Đến cái bấm huyệt về ra đường ngã lăn đùng, bây giờ bà rất khó tính, bà hay quát đấy. Thế sao tôi biết là thì chắc là tôi hiểu là bệnh tôi chắc là còn phải kiên trì đến sau, tôi không bấm nữa, tôi không đến bấm nữa. Nhưng mà đến năm 92, 94 thì tôi lại quay vào trong Nam, thì tôi lại đến gặp bà Lịch lần nữa. Thì lần này là bấm là tôi kinh nghiệm là trước cái 2 ngày đến bấm một lần, tôi đều là cách ngày đến mà bấm lần. Thì cái lần đấy thì tôi thấy bà cũng không thấy mắng tôi nữa, và tôi bấm thấy có hiệu quả, nhưng mà chắc là do bệnh tôi nặng nên là sau tôi được công tác đi ra ngoài Bắc lại không có dịp quay lại đấy nữa. Thì nhưng mà tôi cảm thấy là tức là khi mà bấm về mà tôi tập cái có hiệu quả hơn, mà bây giờ là cổ tôi đã đỡ hơn trước rất nhiều. Trước đây là tôi cứ nghiêng hẳn cổ đó, bệnh gọi là vẹo cổ đó, thì bây giờ tôi đã đỡ rất nhiều. Rồi sau đấy. Đó thì lý do nào mà anh tới lớp? Và sau tôi tiếp tục rồi tôi cần tiếp là tôi biết cái phương thập chỉ đạo của tôi làm việc trong hội đông y Phú Nhuận, thì tôi cũng có tuyên truyền về cái thập chỉ đạo đấy. Nhưng mà bây giờ có nhiều cái nơi mà học tôi chưa biết tôi học ở đâu, mà có trao đổi với mọi người thì người nói là bản cái môn này thì là cái thập chỉ đạo nó khó lắm, không phải ai làm được đâu. Bản thân thì bà ấy có cái thần nhân, chứ là cái trời cho bà mới có làm được như vậy, chứ người khác không làm được đâu. Có người nói rằng là đây là Hoàng Huy Tân dạy, nhưng mà nhiều người học về cũng không thực hiện được. Thì có nhiều nơi mà dạy thì vô tình là tôi lên trên mạng thì thấy có Dư Quang Châu là các cái dạy để thực hiện ở đây. Thì tôi mới đến tôi tìm đến là 4/1/1 ở đây thì là tôi học. Thì qua cái thời gian học thì tôi nhận thấy là tôi cũng đi học đông y mà học về viện y học dân tộc, thì cái môn thập chỉ đạo này nó khác với cái môn bấm huyệt truyền thống này, là nó rất cụ thể. Môn bấm huyệt cho anh chữ đây, anh em đã thầy về bấm huyệt anh biết rồi là nó chiều tượng lắm. Tôi học 3 năm thì sau cùng mới chỉ biết là so bóp bấm huyệt tay chân ra thôi, chứ còn đi sâu rồi chưa học được. Đấy. Thì nó chiều tượng là âm dương ngũ hành rồi nó kinh đường kinh nọ chạy kia, tôi học cũng rất cả đầu ấy. Đấy. Thì là sau đó thì tôi mới sang đây tôi học thập chỉ đạo, tôi thấy nhưng nó rõ ràng quá, mạch máu nó chạy về ma mạch là vì bệnh tật là do ma mạch, nó như thầy Dư Quang Châu nói là tất cả bệnh tật nguồn gốc là do ma mạch, bế tắc ma mạch thì dẫn tới bế tắc tĩnh mạch, động mạch và dẫn ra bệnh. Giờ thông mạch được ma mạch thì là khỏi bệnh. Thế và để mà tác động vào mạch ấy thì là bằng cái phương pháp mà khóa huyệt và bơm máu rất là rõ ràng, rất dễ hiểu. Thì tôi chỉ học trong 2 tuần thôi. Là tôi không muốn là học gấp gáp, một tuần mình có thể làm xong cả nâng cao và cả cơ bản nâng cao, nhưng tôi cả học 2 tuần, một tuần nâng cao, một tuần cơ bản. Thì tôi lĩnh hội thì kiến thức rất là nhanh. Thế và tôi về tôi thực hiện ngay cho bà xã tôi. Thì trước đây là tôi dùng bấm huyệt cổ truyền đó, thì là xoa bóp chân thì bà cũng thấy dễ chịu. Nhưng mà lần này tôi bảo ôi giời, anh làm thì mà thấy hay đấy, nó khỏi, nó đã ngay. Mọi khi là nó chưa được như vậy. Thế thì tôi thấy là cái môn này đúng là rất hay, mà cũng rất cảm ơn thầy Dư Quang Châu là đã là làm cho cái môn bấm huyệt thập chỉ đạo của bà Lịch dường như là bị thất truyền, mà bây giờ là hồi phục lại, và sẽ có nhiều bà Lịch khác là rất giỏi. Tôi bấm huyệt thì nhiều lúc tôi không ngờ cái tác dụng nó nhanh như vậy, và tôi mới hiểu ra rằng tức là nguyên nhân tất cả bệnh tật con người là do khí huyết trong con người không lưu thông. Bây giờ đả thông được cái khí huyết đó thì sẽ hết bệnh. Thế nhưng mà mỗi một pháp nó có một cái tác dụng, nên tôi cũng rất hiểu là mỗi một phương pháp nó có một cái hạn chế của nó. Tức là mình đả thông lưu thông, nhưng mà như là cái chỗ bế tắc nữa, đến lúc mình về thì là lại máu chảy, nó lại bế tắc ở đấy. Thì vấn đề là cứ phải tiếp tục liên tục làm để lưu thông. Và thầy Dư Quang Châu tìm ra phương pháp là dậm chân và chườm đá làm rất hay. Đấy là tôi về tôi áp dụng thường xuyên thì thấy rất là hiệu quả. Thế thì cũng ngắn gọn đây ngày hôm nay. Chơi vậy nữa ta. Sinh nhật 4 năm thật tuyệt đạo, và cũng tôi rất có duyên may là được cô Hiến và thầy Kiên thì cũng rất cảm ơn trung tâm đã truyền đạt cho tôi một kiến thức rất là quý báu, và chúng tôi cũng rất muốn là về để mà nhân rộng trong cộng đồng là cái phương pháp của bà Lịch để mình chữa bệnh cho mọi người. Cảm ơn mọi người. Chúc anh sức khỏe ha. Mà hôm nay cái cổ của anh so với lại mấy hôm mà đến đây thấy sao rồi? Thì tôi thấy đối với theo phương pháp của cô Yến là tôi về tôi chườm đá ở vùng cổ, cảm thấy nó cũng nhẹ nhàng bớt đi rất nhiều. Dạ, mà phải nhớ là kéo cổ đấy nhé, để định hình lại cái lệch vẹo nhé. Rồi, cảm ơn anh. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt Thập Chỉ Liên Tâm.